Gậy chống cho người già có thể thay đổi chiều cao Lucas, có màu đen, màu đồng và màu trắng. Đế gậy bằng cao su tròn giúp ma sát tốt xuống mặt đường, tay cầm bằng nhựa chắc chắn. Gậy có thể thay đổi chiều cao một cách dễ dàng. Các bạn có thể làm cho gậy ngắn hơn hoặc làm cho gậy dài hơn tùy theo chiều cao của người sử dụng. Sau khi chọn chiều dài của gậy phù hợp với người sử dụng, các bạn xoáy nút tròn ở phía dưới để cố định chiều cao của gậy. Gậy lúc ngắn nhất 71cm phù hợp với người cao khoảng 1,5m và lúc dài nhất là 73cm phù hợp với người cao khoảng 1,8m. Người mẫu trong video cao 1,53m.